giá tiền 800 không. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một cái sàn Bolognese để nhận 10 USD nha các bạn, và tham gia chương trình bao thi của nó. Phân chia tiền thưởng là tới 10.000 USD các bạn. Đầu tiên các bạn chưa có tài khoản, các bạn bấm đăng nhập đăng ký, kiểm tra an ninh trước khi cập quá trình này sử dụng dịp bạn sẽ xem. Ok các bạn bấm sign up. Đầu tiên các bạn ghi mail, thứ hai là mật khẩu, xác nhận mật khẩu nha các bạn. Con này rất là rồi không, các bạn nhấp vào tôi trên 18 tuổi nha các bạn. Tạo nhảy nó tạo lao ta. Rồi các bạn bấm nút đăng ký nha các bạn. Tại vì trên Tiger nó có để là sign up cho mỗi lượt đăng ký mới là 10 USD. Rồi các bạn bấm register invite captcha, đổi đăng ký hình ảnh xác thực không hợp lệ. Để mình đăng ký lại các bạn ơi. Nay mình có tài khoản rồi các bạn nên mình đăng nhập các bạn ơi. Cái này là cho người đăng ký mới hay sao, cho nó thông báo cho mình là người đăng ký mà nhận được 10 đô, mà sao mình đăng nhập chứ không có được đô nào hết chứ. Thôi thì cái này để chắc mình KYC chưa thành công quá các bạn, mình chưa xác minh nhân tính. Thôi chị bỏ đi các bạn ơi, mình sẽ làm AGOP của nó các bạn. AGOP của nó đầu tiên anh các bạn bấm nút tay nha các bạn. Đây chương trình bao thi của nó là chia sẻ 10.000 USD rồi, 54 10.000 USD cho các bạn. Rồi các bạn gỡ chatbot, các bạn người đăng ký mới đăng ký rồi xác minh danh tính đi thử coi có nhận được 10 đô các bạn chứ. Nó là nói là các bạn chương trình hay gấp nó release 10.000 TRX bằng 20 USD hello và nhiệm vụ nó cũng mất xẹo các bạn. Rồi các bạn nhắm vào bấm vào một register. Nhiệm vụ của nó là các bạn follow theo word các bạn ơi. Bấm vào theo word. Sớm mình trên theo word mà nó gửi thông báo về mình nó kèm được khá là ngon với cục. Sao mình đăng ký mà nó không có nhận 10 đô kỹ ta. Rồi mình theo dõi nha các bạn, bấm theo dõi. Chặt mai lo qua chậm. Ai cho nó cái nha. Test lại cho nó cái bình luận nè. Rồi các bạn ghi balon e e at trên at trên chờ a n g e. Rồi các bạn test lại cho nó cái bình luận các bạn. Rồi các bạn thoát ra đi. Rồi các bạn đăng ký một cái tài khoản hồi nãy rồi nè, sign up rồi nè. Cái thứ hai là các bạn join vào group Telegram của nó nè. Thứ ba chứ, cái thứ hai mình đăng ký sàn rồi nó rồi, các bạn join vào đó các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Nắm tiêu rồi ta. You account follow email. Rồi các bạn đăng ký một, các bạn ghi vô một cái email đăng ký sàn hồi nãy các bạn. Anh Nhân Quỳnh nắm gỡ các bạn. Rồi các bạn join group
Có đó các bạn, sao kỹ ta, bấm gì cái tơ cái này chỗ này sao chấm cơm xin nấp câu hỏi rồi phiền do nó group Telegram đó các bạn, cho gọi luôn kỹ ta. Rồi các bạn bấm nét nữa các bạn. Rồi, vậy là mình nhận được 10 boy nữa các bạn. 10 boy. 10 boy blue sheet là nữa nó trả về cái sàn nữa các bạn. Get link. Cái link này mình chia sẻ các bạn, các bạn bấm ba lan thôi. Sao nó có kêu mình ghi account thì phải coi lại các bạn. Sao nó có ghi mình email voucher ơi bà làm thế Chidin Exchange 2001. Thôi con này gì nó có nhiều rồi các bạn ơi. Chứ Register Police and Sell 10.000 TC. Vậy chương trình của nó nữa nó trả về cái sàn mình đăng ký hay là mình nó gửi thông báo mail gì nó có gì mình thông báo sao cho các bạn ấy, các bạn. Nhiệm vụ của mình nó có đơn giản vậy thôi, quá đơn giản. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn.